ơi, cái này là cái gì? Con cái quay xào cây chua đi với trái u à. Một miếng gà nướng nè, một miếng sườn que, một miếng sườn cốt lết, và một phần heo quay, một con cá chê, phá lấu, mắm chân, mắm kho. Trời ơi, sao bên mình mang lên nhiều món mà em ăn sao hết. Mít lên chưa? Rồi. Cất đi nhanh đi. Trời ơi, quán này là phải tranh thủ anh ơi. Dạ. Đúng rồi, để lát nữa đông lắm là không có thời gian tiếp mình đâu. Ok. Bây giờ là đang 11 giờ 15 nè. Dạ. Lát nữa tầm 11 rưỡi 12 giờ là đông cực kỳ. Dạ, em cũng mới làm ra á, đang đói á. Đang đói thì đi qua đây gọi gì ăn đó đi. Giới thiệu cả nhà, đây là quán cơm Bình Dân Phát Tài. Địa chỉ là 122 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình. Ôi cả nhà nhìn thấy không? Cái tủ đồ. Giờ là giờ đang giấc trưa, họ mới vừa bày ra luôn. Giờ mình đi qua đường. Dạ, xong rồi, tranh thủ nè. Dạ. Tại đây có bán heo quay 230 một ký. Hôm nay có mắm kho. Đồ đúng ăn rồi, thì trời ơi. Món của miền Nam nhiều. Dạ. Người mấy, Nam mà. Mấy món người Nam đó luôn. Có mắm kho nè, đặc biệt mà. Mắm kho, gà đây đúng nướng. Mắm kho. Wow. Gà nướng, sườn cộng nướng. Gà nướng, sườn cộng nướng. Cái này là mình đã nướng từ 9-10 giờ. Đây cái lò nướng nè. Cái lò nè. Dạ. Quán mình bán này được bao nhiêu năm rồi cô? Bán cái chục năm rồi, nhưng mà bán bình dân lắm. Bán là không có lên giá. Từ rồi vừa dịch tới giờ, chị không lên giá đồng nào. Ồ, rất là hay. Không lên giá luôn, nhất trí là không lên giá để phục vụ cho mấy đứa em sinh viên nó ăn. Dạ, trời ơi, canh rồi cả nhà. Nhưng mà nấu rất ngon. Nấu gạo là nấu gạo tài nguyên. Gạo tài nguyên. Ờ, gạo 20.000 ký. Đó, gà thì gà nóng đàng hoàng. Dạ. Sườn non, ở nhà bán thịt heo mà. Là dân mẫu heo mà, lấy đồ nóng không à. Mình lấy đồ nóng luôn. Wow, nhìn cái sườn con ướp nè, nhìn thấm không? Ngon lắm. Ở đây là sườn nướng trực tiếp nè, sườn cộng nè. Dạ. Là 45.000 hộp, còn gà nướng này là 35.000 hộp. Đó, 45, 35. Toàn bộ là 30.000. 30.000. Toàn bộ. Cơm gì em? Bắt đầu đông rồi, bắt đầu đông rồi. Ba hộp sườn non đi, cái trứng gì? Đồ ăn cực hoành tráng luôn. Đậu hũ, tôm, phá lấu, gà, mắm, cá, cá kho. Chưa hết đâu. Đây, hả? Trong đây. Đó, mắm chân, cá chê, đậu hũ nè, heo quay. Rồi sườn, nướng, gà luộc, trứng. Trời ơi, cũng phải 30 món, ít tất cả nhà. Quá hoành tráng. Cô bán này anh bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Dạ. Rồi, món ăn ngon quá rồi. Rồi, cô bán không kịp rồi, cả nhà ơi, tranh thủ nạp. Ơi, cái này là cái gì? Con dĩa này đi. Chi con? Làm gì? Lấy mấy phần cơm. Lấy cho con 3 phần cơm. 3 phần cơm rồi xong. Đồ ăn thì con sẽ gọi gì thì cô lấy cái đó cô cho vô. Bạn gọi món rồi cô đỡ. Con lấy cái chén cho ba cái chén cơm úp vô cho đẹp lên trang trí lên. Anh quay giùm em. Canh đũa quay gì con? Canh đũa quay với lại quay sả tải đó. Hai hộp hả con? Hiểu rồi. 50 con. Cho cái bột đựng nó qua con. Ồ. Cho cô cái bột đựng nó qua. Bởi vậy lấy 3 phần cơm thôi anh Lộc ơi. Cho 50.000 tới lại 150. Tại giờ là giờ bán. Ủa vậy ở đây một phần mình bán đầy vung rồi luôn hả? Tại đây luôn. Ồ. Dạ. Nè một hộp. Một hộp là. Rồi cho nước canh nấu trái hũ qua. Gà nướng của anh nè. Rồi. Rồi của em này là heo quay xào cải chua đi với trái u à. Đồ ăn thì lấy cho em một miếng gà nướng nè. Là em đến đây luôn hay là
Dạ đúng rồi, bỏ vô đó luôn. Rồi, một miếng sườn que, một miếng sườn cốt lết. Để vòng vòng á, ờ à, đúng rồi, dạ, con đúng để rồi. Vô mấy cái kẻ kẻ vòng vòng. Sườn cốt lết. Rồi con chất rau vòng vòng lên. Rồi. Dạ, một mắm heo quay. Một phần heo quay. Một mắm kho, một gà nướng. Vậy cho em một con cá chê, một con cá chê chiên. Phèo này chị. À phá lấu, à phá lấu. Yên Chí cứ ăn đi, quán này là đặc biệt lắm. Dạ. Quán này làm đồ ăn ngon lắm. Một phần phá lấu nè. Phá lấu có nước là chị để giữa chén nha. Dạ được à. Đất trời đó. Ôi phá lấu phèo cả nhà ơi. Trời, ngon gì lắm. Phèo lỗ tai. À. À bún linh. Dạ. Bún hậu. Rồi. Lấy em một phần mắm mắm chân. Mắm kho, mắm chân mắm ở kho, trong á. Dạ. Để cái chén, để chén mắm chân cho. Lên. À mắm kho em lên. Cầm, em cầm cho. Rồi lấy rau. Ngon không? Hấp dẫn không? Dạ. Cô cái này một người ăn đó cô. À, vậy là hay rồi. Vậy ăn là hay là không? Số 1 rồi. Dạ. Con thấy không? Heo quay là không có giá quán nào mà dám bán được, mà quán này dám bán heo quay á. Dạ. 30.000 phần cơm mà heo quay cả trăm mà ra. Là quay. 30.000 nè. Một phần cơm heo quay 30.000. Đó. Mà quán này là vẫn bán heo quay bình thường luôn. Trời ơi, kìa. Rồi, để mấy miếng cà lên. Rồi. Đó, mắm kho là ăn ghiền luôn. Mắm kho miền Tây á. Thôi mình nghĩ vậy là đẹp rồi đó. Tại vì cơm đây nhiều quá nên mình sợ bỏ sữa lọc ứ hơn. Rồi bây giờ là tới đồ chua. Như đây đó bỏ sữa lọc ơi, hôm nay gọi gì đó xương xương. Rau. Ồ, ồ. Rồi. Đó mắm chân. Ồ. Rồi còn chỗ nào để không? Để đâu? Để đâu có chỗ để không? À đem ra bàn hả? Dạ. Rồi. Cho anh dĩa rau thiệt là đẹp lên. Rồi bưng ra giọng. Dĩa rau sống đầy đủ rau đắng. Có trang trí mỡ hành cái gì lên cơm không ta? Đó có, để nó trang cho em. Còn dạ. Mỡ hành. Đúng rồi, mỡ hành để con đem ở đây nha. Rồi. Ngon dễ sợ. Dễ rồi cả nhà ơi. Ngon. Cái này là cái gì đem vô để mà để mất cái này à? Chị đã mang hết những cái đồ vào đây để mà trang trí cho dĩa cơm này. Tại vì nó quá to. À. Chị không thể trang trí ở ngoài được. Là mắm đàng nha. Chứ không phải là nói chuyện trực tiếp. À là mình có nước mắm riêng đúng không ạ? Rồi rồi. Còn con có nước bình thường đấy. Rồi. Chị nào bán đông rồi con ra con phụ thôi. Trời ơi, sao bên mình mang lên nhiều món, em ăn sao hết? Cái này quán gọi gì ăn đó cho anh luôn. Chưa hết món ăn. Rồi gọi chưa, đi đúng rồi, sao hết được. Ở đây gọi em hết. Em gì gọi đi. Dạ. Một dĩa xương nướng vô nha. Chị rụt rè rồi. Một dĩa xương nướng vô nha. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ. Sao không nói gì mà lại vô mời luôn rồi. Dùng cơm nha. Cơm chưa. Hôm nay em thấy cái đồ cái đồ mà cô lấy cơm á, nên em đã cố tình em gọi ít món lại rồi đó anh Lộc. Nhưng mà vẫn không thoát được cả nhà ơi. Vẫn không thoát được cái mắm chân nữa. Nên vậy hôm nay á thì mình nếu mà có phèo á thì cả nhà cũng thông cảm nha. Tại vì dĩa cơm này quá là khủng rồi. Rồi ăn đi anh ơi. Rồi, phá lấu cả nhà ơi. Trời ơi, ngon chưa, phèo kìa. Phèo thật là to. Ú nụ. Thấy không, một muỗng cơm mà cái này nó không suy xuyển luôn cả nhà. Một trái ớt nha. Ghê hả? Không có đồ đâu, nó có bột bên trong á. Rất là thấm vị luôn. Mới làm xong chắc cũng đói đúng không anh? Không đói lắm. Rồi nha. Gọi gì ăn đó cả nhà. Cảm giác mình bừng tỉnh luôn á. Anh em khừng lại á. Đứng hình khoảng chừng là 2 giây. Đầu cá hú. Rồi, ủa, cái đầu này nhiêu ta? Đầu con này em nghĩ chắc cũng phải 40 quá. Cả cá hú này cả nhà. Ủa, con cá này chắc cũng to lắm anh. Ủa anh, phần canh cá hú này bao nhiêu vậy anh? Dạ, có cơm luôn là 35. Ui, trời. 35.000 cả nhà. Mắm chân. Anh đi nhà buffet vậy ngồi lừa. Cay quá nha. Rồi, đúng cái món mắm chân mà anh yêu thích luôn. Sẵn vào cái mùi mắm á, nó lan tỏa trong miệng mình cả nhà.
Wow. Nhưng mà Lộc ơi, hôm nay gọi gì ăn đó tại quán cơm Bình Dân này á, thì em gọi anh thấy á, cũng đâu có quá nhiều đâu. Đúng rồi. Nên lần sau á, nếu mà có tới em thì anh cũng ngưng tay đúng không? Chính xác. Nhưng mà phải nhận xét một điểm này Hùng ơi. Điểm gì anh ơi? Đúng là cô nói là gạo đây là nấu bằng gạo tài nguyên á. Ăn nó không có bị rời hạt nha. Nó có độ dẻo. Hai loại gạo lận. Gạo tài nguyên và gạo gì anh nhớ không? Không. Em cũng quên. Nãy cô nói hai loại gạo nấu cùng đó cả nhà. Nên nó làm ra một cái món cơm hương vị rất là thơm, dẻo, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Rồi quán bỏ trần rồi, Lộc rồi bỏ trần rồi. Đông lắm luôn á. Ngon. Ôi, đó là lý do mà đầu clip mình nấu phải nhanh lên. Sư phẩm Hùng ơi. Sư phẩm đâu? Mắm. À, mắm cá. Mắm kho. Anh cực thích ăn món này luôn. Ôi ôi, miếng thịt kìa, cá hú. Mặn đúng không anh? Ăn kèm với cơm thì vừa. Rất là tốn cơm. Quán cơm này á cả nhà. Thì mình thấy là có những chú, những anh cũng lao động làm. Nên vào đây ăn thì cô bán cũng rất là nhiều cơm. Có mấy anh ráp nè, hoặc là mấy người mà lao động vào giấc trưa. Có nhiều như chú này chẳng hạn, thấy không? Kiếm những quán cơm như vậy ăn thì vừa bình dân ơi. Mà vừa ngon miệng nữa. Ồ, đây là kiểu ăn rau ở dưới miền Tây. Anh là Bảo Hưng miền Tây. Cà tím. Dạ. Ồ, tiếng rau kìa sột soạt luôn á ha. Ủa đâu ra miếng thịt mỡ vậy? Có thịt đó. Dạ. Mắm kho là sẽ có thêm thịt ba chỉ. Dạ. Anh là anh Lộc Củ Chi thành phố. Củ Chi, trời con. Ồ. Đào dứt cá. Lần sau tới đây mình phải ăn món mắm chân rồi thôi Hùng ơi. Dạ. Rau cũng tươi ghê ha, có nhiều loại lắm. Có rau ôm nữa nè, salad, rau diếp cá. Cái này là gì ta? Hình như rau cần. Cần. Món này là cô chia sẻ là nấu theo phong cách miền Tây á cả nhà. Không phải cơm tấm nha, mà là cơm bình dân thôi. Wow. Quán này các anh shipper đến đặt mua đem đi cũng nhiều lắm. Nên những bạn nào mà không qua tới đây thì mình có thể đặt mua ha. Mình nghĩ là cơm sẽ rất là khó để vượt qua đấy. À, ăn cái này phải có rau mới. Dạ. Đó, anh đi ăn chấm với mắm nè. Nhiều món quá ha. Anh Lộc tính ra là chưa đụng đến con cá chê nè, gà nè, sườn đồ nè. Cái phần cơm này á, em nghĩ là mình áp dụng cái ăn một phần cơm mà nhiều món ăn được. Tại vì quá trời cơm luôn. Trống rồi đó. Sao đúng gì anh, đúng gì? Trống rồi. Đây. Ôi mỡ không kìa. Nay mình cũng không tính quay cả nhà. Nhưng mà Trung bị bận đột xuất á. Đó. Trong lúc chờ đợi Trung á. Quốc luôn. Một sự cống hiến nữa. Cả nhà hãy ủng hộ cho anh em mình nha. Tại vì á, ngày nào anh em mình cũng ra clip hết. Cho nên mình quay được cái bữa nào là mình dứt bữa đó. Mình không có để tốn thời gian cả nhà. Thì lát nữa khoảng một tiếng nữa bạn Trung mới rảnh. Trong thời gian đó ngồi chơi thì Võ Sĩ Lộc không cam lòng á. Cho nên anh em đã nhớ ra quán cơm này và tìm đến để ăn. Nhưng không ngờ bị Phanh Hùng đáp bẫy. Thôi, anh Lộc có thằng em rất là tâm lý. Đúng không anh em? Đúng rồi. Em. Hảo em. Hảo em. Hảo em, hảo em. Con nhưng mà phải biết điều. Rồi do ba lẩu. Rồi. Ê, anh mình, đừng có mình, để mình sẽ để cho di dời những cái phá lấu này lên cái ngọn núi này. Anh Lộc, cái cá anh đừng để dính cái thịt nha. Anh rẻ nên đừng để dính thịt nha. Để lại luôn đi. Lấy cái muỗng mới á, anh cho em thử một miếng đi. Ở bên đảo Chúa cả nhà thì ăn chay á, mình vẫn ăn cá được. Ô, phải thanh niên mời mời thôi vậy, tưởng mời miếng rồi chứ. Lỡ mời rồi, biết sao giờ. Hay á. Ok, tiếp đi. Wow, cá chê,
nhìn con cá chê này mình lại nhớ tới món cá chê đồng. Mà cá chê đó thì phải kho nghệ ở dưới quê của mình đó cả nhà. Kho nghệ không, nhà em thì thường hay muối anh chiên á, chiên chiên cho nó giòn thì là giòn, và đã muối rồi đó, nên ăn nó mặn mặn. Rồi cô lấy cơm thêm cho anh kìa, tự cô đem cơm thêm vỏ lọc sao miếng xương sao sao nghe ra mùi lạp xưởng không? Lạp xưởng hả? Miếng xương ướp mà nghe ra mùi lạp xưởng. Ồ, trình độ ướp xương của cô đã lên tới một tầm cao mới rồi, làm cho vỏ lọc ăn miếng xương mà cứ nghĩ là lạp xưởng. Thế đóng lạp xưởng rồi em mà không ăn chay là anh cho anh măng hả? Tính ra hôm nay Phan Thị Hùng đang ở vùng an toàn á nha, safety zone chứ không phải là vùng war zone. Chú đang bảo vệ em á. Không là sẽ bị xa tăng là anh á. Ây chà, không biết anh đi ngất ngay trời bay luôn. Ngất ngay trời bay rồi, ngất ngay con gà tây. Nói chứ miếng này xô nha, cốt lết. Nhưng mà anh thích ăn này nè Hùng. Ăn cái gì? Ăn mỡ, mỡ nè, mỡ nè. Ai làm mà chị làm là ngất ngay luôn. Dạ dạ dạ, chị làm ngất ngay luôn. Chị nếu bán phần cơm thì chị lấy nhiều hơn nè. Chị lấy nhiều hơn xíu đúng không? Không, bình thường đúng không? Bình thường sao mà chị bán như vậy không có gì. Là chị đã dùng là chị ép xuống nữa. Em thấy nó vung lên luôn á. Trong ở đây mình nghĩ cơm quán có thể bán thêm cho khách luôn nha. Ví dụ mình đến mình nói ăn nhiều cơm á thì quán sẽ lấy nhiều cơm. Rồi rồi. Trời ơi, ướp rất là thấm vị luôn ở nhà. Vậy hả? Mà không ngờ là bán một phần là 25-30 nghìn như vậy. Miếng cơm sườn nó là 30 á. Ừ. Dạ. Và không tăng giá nữa. Không tăng giá. Quá hay. Quán này bán cho quán đó có các bạn sinh viên nữa. Ở gần đây có trường nào ta? Với một chuyện sinh viên mà là học bách khoa. À đúng rồi, thích tích trong kia. Cô lấy cơm thêm. Ở đây chủ yếu bán cơm là cho ta ăn no. Đó, dạ. Đúng rồi no. Em nhìn em cũng thấy điều đó. Dạ. Hù quay chớ luôn. Chớ đó là chớ bông nổi chậm đấy. Ê, cố tình á, nó cố tình đó cả nhà. À. Ngay cái dưới cái nọc cá hú á, nó sẽ hấp dẫn nhất ở phần này. Mấy con cá hú chắc là hay ăn khuya lắm nè, con nào cũng có nọc hết á. Nọc đâu chứ sao, nó hú nhiều quá nó phát triển cái nọc á để nó vang vang xa cái tiếng hú mà. Ồ, này là dạ, giống giống vậy nè. What the hell? Ồ, đây là rồi rồi, đợi tới cuối clip. Cuối clip để coi thanh niên còn hú được không cả nhà. Chưa giờ nó hù rồi. Này. Rồi rồi, coi giật xương nha. Trời ơi. Cái này không phải là nhăn mặt vì dở đâu cả nhà. Thay gì nói ngon. Không. Thay gì nói ngon xong rồi. Thanh niên nó tẩu hóa thành công. Nó béo mà bên trong á nó có những cái miếng thịt đang kể những cái lớp mỡ bên đó nữa, đó là mình không chỉ muốn hú mà mình còn muốn nhảy nữa. Đã hết một phần cơm rồi, cố gắng lên anh, hoàn thành trong cái dĩa đó thôi. Xít mà. À, chú nói câu nha. Dạ. Chú là chủ quán cơm Phát Tài, cũng là thợ nấu luôn. Dạ. Dạ. Thợ nấu luôn, một chú rồi. Quý vị có đi qua đường Thiên Phước ghé con Phát Tài ủng hộ dùm. 122 chú. 122 Thiên Phước. Dạ. Trong quán. Trong quán mà thợ nấu. Thợ nấu. À làm mấy món này chú nấu luôn hả? Ừ, nấu món. Ồ. Có nấu cho mà mệt tôi nghĩ. Dạ dạ. Dạ. Chào mọi người, ví dụ mà có đi đâu chưa? Đường Thiên Phước ghé 122 Thiên Phước. Dạ dạ. Ủng hộ dùm cơm Phát Tài. Con là Phát Lộc nè chú. Hôm nay con tới Phát Tài là đúng là đúng bài à. Ồ. Hôm nay Lộc là quán của chú Tài. Ờ. Dạ. Phát Lộc luôn. Hôm nay 61 tuổi. Dạ. Ồ. Chú là người miền Tây đúng không? À, chú Tây Ninh, Tây Ninh. Tây Ninh à. Con Củ Chi nè. Con Củ Chi nè. Giáp Tây Ninh. Vẫn đứng là đầu bếp nấu phục vụ cho quý vị bà con. Rồi cả nhà nghĩ là chú muốn giữ được cái hương vị mà nó kiểu như nguyên bản nhất từ trước tới giờ cả nhà. Nên là chú phải trực tiếp chú nấu để chú nêm nếm để ra hương vị nó chất lượng nhất. Chú nấu cái đó là bà xã chú. Dạ dạ. Dạ dạ. Bà xã, bà chú là chủ quán đó. Chú nêm á, còn thấy nó đà giống như mùi lạp xưởng quá đặc biệt luôn á chú. Người hết 30-40 món một ngày á. Dạ. Sáng nấu 8 giờ chú nấu khoảng chừng 11 giờ là ok hết. Cũng có số lượng lớn luôn á nhà. Dạ. Chú giữ sức khỏe nha chú để có thể nấu ra những cái món ăn ngoài. Dạ 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 chú.
hay quá chú ơi. Thật ra hồi nãy mình thấy những món ăn đó thì mình cũng suy nghĩ là sẽ có món chú lấy về, có món chú mình nấu và là nhiều người nấu đó, tại vì số lượng đồ ăn quá khủng. Nhưng mà cái này là chỉ có một mình chú nấu tất cả những món đó luôn đó nha cả nhà. Hay quá chú ơi, chú tới làm mình vui quá. Mình cũng sẽ thông báo một tin vui cho cả nhà và phải đi hùng phải đi hàng một vạch rồi à. Chúc mừng Phân Hàng nha. Ủa đây mình nói luôn hả? Thì mấy clip này lên là lâu rồi à. Thì bạn Hàng là vợ chồng, vợ chồng cô chú nhìn cái nét mặt giống nhau lắm nha. Giống hả? Dạ. Tại vì biết sao không? Sao? Tại vì thanh niên mới lên bài TikTok á là cũng nói là F0 rồi, chích 3 mũi rồi nhưng mà vẫn dính. Thì bây giờ thanh niên đã khỏi rồi, chúc mừng thanh niên nha. Ok, thì em cũng có mấy bạn hỏi Phan Đi Hằng đó em ơi. Nhưng mà anh không biết là em muốn giấu hay là muốn cho mọi người biết nên anh không có dám nói ra. Thì gần đây không có Phan Đi Hằng xuất hiện là do thanh niên bị F0 đó cả nhà. Nhưng thanh niên đã khỏe rồi. Các anh em ơi, chúng ta sẽ lại được thấy cô Hằng, chị Hằng cũng tăng. Và người vui nhất chính là Võ Sư Long. Rồi sao không nói gì luôn cả nhà, không nói gì luôn, nói gì đó. Nói đúng mà nói to. Mỗi lần mình nói tới đó. Ồ, cô bán vé số mà vui quá ha. Đây con mua cho. Còn 7 vé là hết luôn hả? Mời mọi người qua món này Hùng ơi. Món gì? À món cá đúng không? Cá. Trời ơi, nước mắm gừng nha cả nhà, ở đây họ công phu quá. Mình nghĩ là mỗi anh yên xuống cái đuôi giòn, đuôi chiên giòn mà nhưng mà cái khúc bên trên nó cũng có xương chứ không, cái khúc trên anh né nè. Dạ sao cái này họ chiên giòn mình chấm chiên với mắm chiên giòn nó có vị không? Ờ cái trên này á anh đoán nó là sống ở không phải sống trong ruộng lúa mà nó sống trong những cái ao mà nuôi á, không biết sao. Tại sao? Tại vì anh cảm nhận qua cái đầu lưỡi anh á không thấy những cái vết mà chân rạ chân lúa mà cứa nó thấy nó rất là trơn à. Nghĩa là nó sẽ sống ở dưới khu mà nuôi á. Ờ kiểu như nó sống ở dưới ruộng thì nó sẽ phải luồn lách đúng không, luồn lách qua những cái chỗ rầy rơm rạ kia nó sẽ bị xước ha. Còn cái này thì rất là trơn, rất là hay đấy. Ôi lại thêm một món mới, đó là món gà. Dạ. Ồ giờ cơm sắp hết rồi. Là chú ướp với xả nè. Dạ. Nước nó rất có nó thơm luôn, thơm ngọt. Xả lắm. Ngọt không? Lớp da ngọt không? Ngọt lắm. Cái đó là thấy toàn là mấy chú mới ăn không? Dạ đúng rồi. Chứng tỏ là quán này dành cho những người ăn khỏe cả nhà ơi. Nhưng mà các bạn nữ ơi, các bạn nữ cũng có thể đến đây và kêu ít cơm lại. Ờ. Niên này đó là tác hại của việc xem TikTok quá 180 phút. Xem TikTok quá 180 phút ngày. Rồi sắp hết phần cơm thứ hai rồi. Wow. Các anh sẽ chiến hết cái này để cho rộng chỗ. Đúng rồi anh ơi, chiến hết nó đi. Miếng xương là xíu à. Hãy biến thành Son Goku đi. Son Goku ăn rất khỏe. Để em gọi thêm cho Son Goku. Này Son Goku pha ke cái nha. Rồi. Ồ, thấy cái tóc cười cụ giật kinh. Ồ, Võ Sư Lộc đã sẵn phần cơm thứ ba ra rồi. Anh phải ăn theo kiểu điều quân đúng không? Bên đây gần tiêu hao lực lượng, anh điều quân ra. Đây gần tiêu hao lực điều quân qua. Vậy là anh đang là một đối thủ rất là nặng ký của dĩa cơm này. Bao vây lại. Không biết dĩa cơm này có thể trù được tới cùng không? Nếu như chỉ còn một hộp cơm thôi thì cũng là chiến thắng nha. Tên lửa. Tên lửa đạn đạo. Rocket. Fail rồi. À. Cắm sẵn rồi, chỉ chờ lệnh khai hỏa thôi. Cái việc kích hoạt á. Kích nổ. Chú ơi. Chú cho con miếng đá nha chú. Đá.
Dạ cục đá chú. Cục đá. Con đá với thêm chai surprise chú. Rồi cái series gọi gì ăn đó thì lâu lâu mình mới xài cả nhà ơi. Chứ xài nhiều quá thì anh em mình cũng hao tổn sức lực. Chắc năm sau mình xài lại anh Lộc. Từ giờ tới đó đừng có xài nữa. Sao mà không phải không? Nó chai gì nữa, chai gì nữa? Dạ chai mà surprise á chú. Anh em muốn ngắt cái series á cả nhà. Nhưng mà cái kết nó không đều lắm. Hả? Cái clip của em thì ngắt. Và cái đó là gọi là một clip huyền thoại của năm luôn không? Cái clip của em á. Nó thể là ăn cơm ở bên quán của nhà hàng á. Gần nhà hàng á, đối diện nước mắm á. Dạ anh sẽ kêu Phony Hằng gọi cho em. Quá nhiều cơm luôn. Rồi kiểm tra nào. Còn mấy cái này thì sao? Mấy cái đó là vũ khí. Ép vô. Mấy cơm là mấy người lính đúng không? Còn này là mấy vũ khí. Rồi cố lên hết phần đó thôi anh Lộc ơi. Ha. Nghe chung ơi. Rồi sau khoảng 2-3 phút nghỉ cả nhà thì bọn chồng quay lại rồi. Giờ đủ sức để hoàn thành chưa? Chưa biết. Gần hết rồi chứ. Gần hết rồi. Rồi. Chị bó tay rồi, chị bó tay. Em nào dám cưới chị? Nhìn chị có nét giống mẹ anh. Gì? Nhìn chị có nét giống mẹ anh. Mẹ em. Mẹ anh đó. Vâng. Cô Xuân nếu mà có coi được tới đây thì con nói đúng không cô Xuân? Rất có nét giống. Ủa cái bịch mình đâu? Cái bịch là ở ngoài cái xe. Em mà lấy vô rồi. Rồi, lấy rồi cả nhà. Sao miếng gà này có mang về không? Hả? Bắt cá thôi. Cá là gà đang hết rồi. Nhai. Rồi, anh em tính ăn hết luôn hay gì vậy? Ngọc hồng luôn á. Ok. Xong cả nhà ơi. Quá hay. Nay anh em ăn mà giận á, không đem ra cho chủ quán coi luôn. À, giờ đào mới đọc nhai hết rồi dứt nha. Mà chị gói giùm em cái con cá mình về không mà ăn không nổi. Dạ hỏi đi nổi luôn. Nổi chứ, đi nổi chứ. Chị kêu quán này là hết chị kêu nổi rồi đúng không? Đúng rồi. Ăn sao nổi đó chị ơi. Chị gói mang về phần cá này. Tụi em á là chỉ ăn được giới hạn trong cái dĩa đó thôi. Nếu mà quán mời thêm á là em ăn review thôi, ăn ít thôi chứ không phải nào ăn hết được. Quá nhiều. Món này hấp dẫn chị. Ăn vui. Quán mời à. Dạ. Rồi. Thôi. Quán mời cái canh thôi. Mời canh còn thôi. Em còn lại là trả tiền. Hôm nay thì đúng là trong cái thời gian mà trung bận á, anh em mình cũng đã có kịp một clip, đã có kịp một clip để gửi tới cả nhà. Và khi các bạn tới đây, các bạn cũng sẽ thấy được cái sự nhiệt tình cũng như là về cái độ mà phong phú của món ăn. Ở đây mình chỉ ăn xương xương là 5 món tới 6 món là mình đã ứ hừ luôn cả nhà. Đặc điểm cơm ở đây thì mình phải nhắc lại một lần nữa là cơm thì nấu từ gạo tài nguyên, ăn rất là dẻo nhưng mà nó không có bị dính quá cả nhà, ăn nó rất là ráo cơm nha.
Rồi thì mình kết hợp ở đây thì các bạn có thể ăn rất là nhiều loại. Về món nướng á, thì sẽ có sườn sườn cây nè, sẽ có gà nướng nè, sẽ có sườn miến nè. Nhưng mà mình cực thích cái sườn non á, cho đó nướng mà chú ướp rất là thấm vị luôn. Ăn vào mình cảm giác giống như là lạc xưởng vậy. Bên cạnh đó thì có món mắm chưng, nó sẽ làm cho những người con xa xứ cũng như là những người mà ảo món mắm chưng á mà chưa biết tìm kiếm ở quán nào, chúng ta có thể tới đây trải nghiệm món mắm chưng đó. Thì phải nhắc tới mắm kho. Mắm kho ở đây là một trong những quán mà số ít có làm mắm kho ở cả nhà. Tới các bạn sẽ được cảm nhận với một cái dĩa rau rất là xanh và sạch. Khi bạn quấn lại các bạn chấm vào cái mắm kho đó, đừng quên kết hợp thêm một miếng ba chỉ mà đã tẩm ướp đều ở trong cái mắm kho đó, cắn vào. Và cuối cùng để dìm cái mùi vị đó xuống á, chúng ta bỏ miếng cá hú vào, hét xuống, lan tỏa mùi mắm ở trong miệng của mình. Sau đó chúng ta có thể trao những cái nụ hôn nồng cháy đó đến những người mình yêu thương. Hay á. Rồi đó, mình xin nhận xét vắn tắt như vậy. Quá hấp dẫn. Nếu mà mình gọi một phần cơm sườn rồi thêm một phần canh này nữa, chắc là tầm 55-60 ngàn á. Một lần nữa, địa chỉ ở đây là số 122 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình. Cả nhà hãy ghé ủng hộ cho chú phát tài cũng như là cô chủ rất là nhiệt tình nha cả nhà. Rồi thế nên mình cũng có một cái fanpage trên Facebook đó, những người yêu mến như là muốn cập nhật các sự kiện mini game event, hãy like và cho fanpage ủng hộ kênh mình nha. Nên mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký lên kênh Phan Đi Hùng Vlog của kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Phan Đi Hùng 1116 và Võ Sư Lộc. Và hãy TikTok hắn là Phan Đi Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Phan Đi Hùng. Thì trong thời gian sắp tới, những các bạn có bất cứ thách nào thì để lại bình luận comment, mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm tiếp cho cả nhà cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn.